Mình đã có thâm niên chơi hai tựa game âm nhạc rất nổi tiếng là Friday Night Funkin' và Geometry Dash, cũng sơ sơ đâu đấy cũng được vài năm rồi. Friday Night Funkin' thì đâu đấy chắc phải tầm 2-3 năm, còn Geometry Dash thì chắc cũng phải là hơn 6 năm. Thế nhưng mình chưa bao giờ nghĩ được một chuyện là có cái trò gì mà có thể kết hợp cả hai cái game đó lại với nhau để cho mình trải nghiệm được cảm giác cả hai trò. Thì đây, chúng ta có bản mod của tựa game Friday Night Funkin' nhưng mà là... Các bạn nghe thấy quả giai điệu không? Đó, giai điệu không? Nó chính là giai điệu intro khi mẹ vào menu của Geometry Dash. À, kiểu cảm giác kiểu một fan của cả hai tựa game như mình mà kiểu rất kiểu... Cái này là kiểu niềm vui nhân đôi các bạn. Rồi, để xem là chúng ta sẽ... Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ ở trong này là phải sử dụng thằng boyfriend nhưng mà sẽ đấu với cái khối vuông lăn lông lốc của Geometry Dash. Bên nào sẽ chiến thắng đây? Trời ơi, lại còn... Wow, chúng ta... Chuyển chế độ easy hay normal đúng cái mặt luôn kìa. À, mặt thằng easy. Đấy, ok, rồi. Đáng ra phải có độ khó là đi mừng để cho mình chơi. Mà đây không có rồi, cho normal vậy. Đấy, để xem là cốt truyện nhà đây. À, cái nhạc này là nhạc của Stereo Madness. Bài đầu tiên của Geometry Dash. À, ui, kiểu ký ức. À. Ui. Cái này remix à? Ha. À. Khối vuông Geometry Dash này. Về link. Tiếng hoàn thành cấp độ chơi. Yes. Ủa nhưng mà hoàn thành nó lạ lắm. Hoàn thành nhưng mà... À không. Ok. Là sang bản khác. Đi lên nào. À bản đồ. Rồi. Đi tùm lum. Rồi đi. À, chìa khóa, ok. Rồi mình làm gì? Mình làm gì đây? Tất nhiên rồi. Nào cũng thế đó. Ở đâu đó là thằng boyfriend này. Cho nó mặt nó chôn Việt Nam kìa. Ở đâu mà có cái gì nổi tiếng là thằng boyfriend này sẽ tới để mà nó bú phim. Và đây, thậm chí là đây người bạn cùng cái nghề với nó là nghề của gọi là ra nhạc nhẽo, nó cũng bú phim luôn. Và bài đầu tiên mình phải đối đầu với cái khối vuông lăn lông lốc đó chính là bài có tên một gì đó, Geometry gì đấy, quên mất tên. Ôi, từ đi mà sớm vậy ba, từ cái nào. Ủa, ôi phải bên này khối vuông à, từ sao khó vậy ta. Ok. Rồi, mưa rồi này. Vâng, đúng là Geometry Dash. Oh, đây là bạn, nó là khối vuông. Nên là nó không có mũi tên. Ui. Được kìa. Con nhện gì đấy. Ôi hay thật sự. Ui. Đúng thật sự. À, nhạc này là hay đấy. Một tựa game hai tựa game âm nhạc kết hợp với nhau chắc là phải nhạc hay rồi. Ok nha, bài đầu tiên được. Ủa vậy thôi hả? Ủa cái gì ấy, sao chơi có một bài vậy thôi là bye bye nhau luôn rồi à? Mình không tin. Thằng boyfriend này nó lì lắm. Nó rất lì. Nó sẽ bám theo con này bắn cùng. Rồi, ok, chế độ máy bay. À mình rất ghét chơi chế độ máy bay ở trong Geometry Dash. Điều khiển quá khó luôn. Chỉ quen chơi khối vuông, lăn lông lốc thôi. Rồi. Con này tới một cái hang à? Ờ... À, thằng boyfriend dí theo đúng không? Mình đoán là chắc chuyện đó xảy ra cho mà xem. Thấy chưa? Biết ngay mà. Sao mà phải chạy đâu được?
Mày không chạy được đâu con trai. Tubi không tình yêu. Lại là một trận chiến nữa. Ok. Cả ạt luôn à. Striker. Ok. Hai mốt này đầu tư nhở. Trước khi vào bài có cả một cái bức tranh để diễn tả cảnh chiến đấu của bài đó luôn. Rồi, bài thứ hai. Mình càng lúc mình càng đồng cảm với những cái đối thủ của thằng boyfriend này. Người ta đã không muốn dây vào nó rồi mà nó cứ đụng vào. Bỏ rồi mày có mũi tên luôn à? Thôi buông. Hình như những cái nhân vật ở phía sau cũng là những nhân vật quen thuộc ở trong giới ôi riêng một chiếc đạn đúng không? Ví dụ như là cái đứa mà ở phía trên, ngay phía trên của khối vuông à, hình như là kênh Nexus CD, mình nhớ mang máu như thế. Ok, được nha. Khi mình chết, mình sẽ biến thành cái cục gọi là cục checkpoint, cục lưu game ở trong phần luyện tập của Geometry Dash. À được. Rồi, ok, coi như là lốt lại game chơi lại này. Vâng, mang tiếng là checkpoint nhưng mà phải chạy từ đầu. Đó, bấm không được chung một cái là dính bẫy luôn. Rồi coi như là mình chơi lại để cho nó hoàn hảo nào. Nãy bị miss mất mấy quả. Đây. Ủa đây nó giải mày hả? Cay nhờ. Không những là Geometry Dash mà đến cả cái Friday Night Funkin. Chơi cái nào cũng phải mấy lần thử mới qua được bài.
quả. Nhưng mà mình của đấy mình hơi rén ấy, thành ra là mình chịu chấp nhận để buông một số đoạn luôn. Hít 13 quả. Rồi, thế nào? Mày đổi tới đâu? Mày ăn nó cay. Hồi vô nó đúng cay luôn á. Ô, cái này là cái gọi là the tower đúng không? The tower trong Geometry Dash, mình nhớ má như vậy. Rồi, cái khóa nó đang ngủ luôn á. Mày khá như thế. Rồi, chìa khóa mở ra. Mở được cái gì? Mở ra cái gì đây? Nhà này cái quen ta. Rồi xong. Một con quỷ đang ở trong này. Và rồi xong, thằng boyfriend sợ xanh mắt mèo luôn. Hay là bạn sợ? Rồi, cái chữ gì kia không, mình không nhìn ra cái chữ tên bài hát luôn á. Chịu cấp thế. Ôi. Ây à. Căng nha. Bấm một lúc mà 2-3 lần liên tiếp thật sự ấy. Ok. Và sao mà có lúc bẫy là mệt á. Nhưng mà có nha. Okay.
đấy chứ khó lắm đấy à. Đó, lại bấm. Thế à. Sao biết bốn quả luôn rồi, what? Không nhớ là mình biết được quả thứ tư lúc nào rồi. Ok. Đẩy máu mình về đến kia nhưng mà không chết được. Rồi, là đấu xong con quỷ đúng không? Con này có phải là con Demon hay là Extreme Demon gì không? Yeah, kể cả quỷ ở trong Geometridad gặp girlfriend. Girlfriend là con gái của quỷ vương đây này. Đó, làm ba quỷ này, cho mày vào tù luôn. Lại có được quỷ hề này. Ôi, là hề cho ta. Mờ mờ thấy khuôn mặt của con quỷ kìa. Gì đây? Gì đây? Thấy cái hình cái chìa khóa với cái ổ khóa là sao? Oh! Có vẻ là phần tiếp theo mới biết được. Còn vừa rồi chúng ta đã hoàn thành tuần. Ok, rất là Geometridad đúng không? Thay vì là hoàn thành cấp độ level thì là hoàn thành tuần. Yes. Và đó là phần story. Bây giờ để xem nào, và phần free play thì có bài ẩn được không nha. Trời ơi, cái cả giao diện của free play nó cũng giống như là cái game Geometridad kìa. Oh, có một bài ẩn là đấu với con Extreme Demon đúng không? Và đây, chế độ Demon mình đã đòi hỏi ở đầu video, bây giờ đã có. À, để xem nào. Tốc độ ánh sáng à? At the speed of light. Ủa? Ui, nhạc nghe thêm khởi đầu thấy căng nhá. Đó. Ê, từ, mình thích, đã không phản ứng kịp. Cho chơi lại nhá. Được. Ủa,
chơi gấp đôi không à? Đấy, xài thế thì mình bấm luôn nha. Đúng là Extreme Demon có khác, con trùm cuối này nó khó thật. We'll be right back.
Let's go. Đó, chỉ có cái đoạn bẫy đấy thôi là mình mới bị trượt thôi, chứ còn qua đó là xong. Đoạn sau nó dễ hơn hẳn luôn á. Chỉ đúng là bẫy thì bấm nút dài là xong à. Yes. Và đó là mình đã hoàn thành xong bản mod Friday Night Dashing. Ok, một bản mod khá là thú vị. Tuy là chỉ có 4 bài thôi, nhưng mà 4 bài chất lượng nha. Hy vọng rằng là sắp tới sẽ có thêm những bản cập nhật cho cái bản mod kết hợp của Friday Night Funkin với Geometry Dash này lại, để mình có thể tiếp tục tận hưởng cả hai trò chơi cùng một lúc biết đâu sau này đấy. Các bạn nhớ là cái bản Geometry Dash 2.2 đó tạo ra được một đống game trong đấy, rồi sẽ có lúc chúng ta có map Friday Night Funkin ở trong Geometry Dash, lúc đấy thì chắc chắn là mình sẽ chơi liền ngay nhá. Rồi, và các bạn muốn mình tiếp tục chơi thêm những bản mod nào của tựa game Friday Night Funkin trong những tuần tiếp theo nữa thì hãy bình luận ở bên dưới nhá. Khi nào có tập Friday Night Funkin mới mình sẽ để lên đây luôn để các bạn có thể bấm vào xem cho nó dễ nhá. Còn trong lúc chờ đợi thì đây là một video mà YouTube nghĩ rằng bạn có thể thích xem, hãy bấm vào để kiểm chứng xem liệu YouTube đúng hay là sai nhá. Mình sẽ hẹn gặp các bạn ở một trong hai video này nha.